Yes. Yeah. Okay. Very good. So thank you. Thank you for letting me be here, Bo. Thank you, Lee, Miss Tina. It is a pleasure to be here with all of you. Rất là cảm ơn anh Bo, cảm ơn chị Tina, cảm ơn bạn Lee và rất là cảm ơn. Đây là rất là một cái hân hạnh rất là lớn của tôi lại có mặt ở đây cùng các bạn. I can feel your energy. I can feel your excitement. I can feel your love. Tôi có thể cảm thấy cái năng lượng, có thể cảm thấy cái sự hào hứng, có thể cảm thấy tình yêu của các bạn. You know, my father, when I was a young man, taught me a lot of things, but he said, above all, be kind, be curious, be consistent, and work hard. And that's exactly what you all are. Kind, curious, consistent, and hardworking. Cha tôi trước đây đã dạy, khi tôi còn nhỏ dạy tôi rất là nhiều điều, nhưng mà trên hết thì có bốn cái điều mà cha tôi dạy tôi là hãy là người tử tế, hãy là một người rất là kiên định, và hãy làm việc rất là chăm chỉ. Đó, tất cả trên tất cả mọi điều chúng ta hãy duy trì ba cái yếu tố chính đó. I want to send a thank you and a welcome from our whole corporate staff and from our CEO. We love Vietnam. Và tôi muốn thay mặt cho CEO của Kiari và tất cả những thành viên trong công ty Kiari gửi đến các bạn những lời chào mừng, những lời chúc mừng, và chúng tôi yêu Việt Nam. Most of you are active and been a part of Kiari for a while, but I assume some of you are new as well. Và tôi có thể biết rằng là trong đây có một số gương mặt tôi biết rằng là đã hoạt động và đã tham gia cùng với Kiari một thời gian, nhưng mà tôi cũng có thể nhìn thấy những gương mặt mới. I sure appreciate Mr. Bo. He is a great leader and he said something that's important. What are the things that separate the best from the rest of the world? The best from the rest. Và anh Bo là một người lãnh đạo, một người dẫn dắt rất là tuyệt vời, rất là tốt. Và anh ấy đã đưa ra những cái thông tin rất là tuyệt vời rằng là chúng ta hãy làm những cái gì để phân biệt được cái sự tốt nhất cho những cái phần còn lại của thế giới. I want to share a couple of things about the company and then I'll take a few minutes at the very end and I want to give you something I believe that's very important to never forget. Và tôi muốn chia sẻ với các bạn một vài thông tin và nó rất là quan trọng. Và đó là những thông tin mà có thể là chúng ta sẽ không bao giờ có thể quên được. You know, sometimes the very simplest things in life are the most difficult things to do. Các bạn có biết không, đôi khi là có những cái thứ mà nó rất là đơn giản, nó là đơn giản nhất trong cuộc sống lại là những thứ khó làm nhất. So what... At the very end, I want to mention to you about an injury that I had in the kitchen with a knife. I'm going to use that as an example of pain. Và đến cuối buổi thì tôi sẽ cho các bạn biết một cái ví dụ mà tôi có một cái vết thương do một cái con dao gây ra. Và đó là một cái ví dụ rất là đơn giản về cái nỗi đau. Kiari is a wonderful company and has grown all throughout the world in the last 2 years, since October of 2019. Kiari là một công ty cực kỳ là tuyệt vời. Và bây giờ đã trở thành nổi tiếng và đã phát triển rất là nhanh chóng trong vòng 2 năm gần đây, kể từ tháng 10, 2019. We have paid and shipped our product to 180 countries in 2 years. Và các bạn biết không, chúng tôi đã thanh toán thu nhập và đồng thời là giao hàng các cái sản phẩm của chúng tôi trong vòng 2 năm đến 180 quốc gia. We are the newest, we are the youngest, and we are the fastest growing company in the history of this industry in the shortest amount of time. Và chúng tôi tự hào rằng chúng tôi là một cái công ty mới nhất, trẻ nhất, và phát triển nhanh nhất trong ngành này và chỉ trong vòng cái thời gian ngắn nhất. We have our product on 4 continents. Chúng tôi có sản phẩm của chúng tôi hiện tại có mặt ở trên 4 lục địa. We have offices around the world. Và chúng tôi chính thức đã được là cái thông tin chính thức trên toàn thế giới. Chúng tôi có văn phòng trên toàn thế giới.
Asia, Europe, North America, South America, Mexico, Canada, we are all over the world to support a global company. Many of you have already started building your companies. You've already started building your groups all over the world. Chúng tôi có văn phòng ở châu Á, châu Âu, Mỹ, Nam Mỹ, rồi Mexico, Canada, tức là văn phòng hiện tại bây giờ trên toàn cầu. Và các bạn hoàn toàn có thể tận dụng cái mạng lưới văn phòng này để mà hỗ trợ. Chúng tôi ở đó để hỗ trợ các bạn và các bạn tận dụng cái này để mà phát triển mạng lưới của mình. We translated all of the tools and everything that we do in over 7 languages. Và chúng tôi đã dịch tất cả những cái thông tin, những cái gì mà chúng ta cần làm trong vòng, trong 7 thứ tiếng. We continue to have the best timing, the best product, and the best 5-minute pay compensation plan in the world. Và chúng tôi tiếp tục thực hiện những cái chiến lược tốt nhất về thời gian vàng, thời gian tốt nhất, sản phẩm tốt nhất và trả thu nhập trong vòng 5 phút. Đó là cái trả thu nhập, trả hoa hồng nhanh nhất trong cái lịch sử ngành này. What we do in the month of December for the next 2 weeks set up what our business will look like starting in January. Và tất cả những cái gì chúng tôi làm cho tháng 12 và bây giờ chúng ta còn 2 tuần nữa cho tháng 12 là để chuẩn bị cho tất cả những cái gì tốt đẹp sẽ bắt đầu trong tháng 1 năm 2022. The key to this business is not what you do, it's what the team can do. How can the team follow a plan and duplicate? Và cái yếu tố then chốt của công việc này nó không phải là những cái gì mà bạn làm, mà nó là những cái gì đội của bạn có thể làm được và để có thể là bám sát được cái kế hoạch của cả đội ngũ của mình. This is the map. It's called the Superstar Guide, and everything we need to know is in this book. Và trong quyển sách này nó là một cái ấn bản, nó là một cái bản đồ, một cái bản đồ mà để cho chúng ta biết được cái cách để làm và tất cả những cái gì thông tin gì chúng ta cần biết để làm công việc này như thế nào thì đều nằm trong cuốn sách này. It helps us understand to determine why we want to do this business, what our goals are, and most importantly, what our mindset is so we can become a great leader. Và cái quyển sách này thì nó giúp chúng ta xác định được cái mục tiêu của chúng ta là gì, cái tư duy của chúng ta là gì. Và cái quan trọng là sẽ giúp chúng ta có một cái tầm nhìn để trở thành một cái người lãnh đạo tuyệt vời. Okay, so I have just a few minutes left, but I want to share something with you that's important. Tôi còn có một vài phút ở lại các bạn thôi, nhưng mà tôi muốn cho các bạn thấy một cái điều gì đó rất là quan trọng. I was in the kitchen, I was making some food, and I wasn't being careful. I slipped with the knife, and I put a knife into my hand, and it hurt very bad, very painful. Và tôi kể với các bạn nghe về cái kinh nghiệm của tôi làm bếp và tôi đã dùng một cái con dao để mà chế biến thực phẩm. Nhưng mà tôi thì lại không cẩn thận và đã làm con dao trượt và sau đó đâm vào tay và nó rất là đau. I don't want to talk about pain when you get injured. I want to talk about the difference between the pain of discipline and the pain of regret. Tôi thì không muốn nói về cái vết thương của mình, về cái nỗi đau trong, về cái nỗi đau mà do vết thương để gây ra. Nhưng mà tôi muốn nói về hai điều là một, nó là cái nỗi đau do cái kỷ luật của bản thân. Và hai là do cái nỗi đau do cái sự hối tiếc. Each of us in our life, we have relationships, we have to deal with financial circumstances, and we have to deal with health. So health, relationship, and finances. Và chúng ta có những cái điều quan trọng sau đây trong cuộc sống. Chúng ta có những cái mối quan hệ. Chúng ta có những cái việc cần giải quyết về tài chính. Có những việc cần giải quyết về sức khỏe. Cho nên đó là ba yếu tố là gì ạ? Là mối quan hệ, sức khỏe và tài chính. It takes discipline to do well in your finances. It takes discipline to do well in your business. It takes discipline to have a good relationship with your family, your friends, your spouse, your children. It takes discipline to get enough sleep, to eat properly, to take your supplements. This requires daily consistent discipline to do well in these areas of your life. Và tất cả mọi điều thì đều cần có kỷ luật.
Chúng ta đều cần có kỷ luật để duy trì một sức khỏe tốt, cần có kỷ luật để mà duy trì và quản lý một cái tình hình tài chính tốt, cũng như là chúng ta cần có kỷ luật để mà duy trì các cái mối quan hệ tốt với gia đình, với chồng, với vợ, với con, với bố, với mẹ. Và chúng ta cũng cần có kỷ luật để mà làm tất cả các kế hoạch tốt trong cái cuộc sống của chúng ta. Chính vì vậy tất cả nó đều là nằm ở yếu tố là kỷ luật. Và chúng ta kỷ luật sẽ giữ chúng ta là hoạt động, hành động hàng ngày một cách kiên định. So I would rather deal with the pain that comes from daily discipline than to spend my life looking back and saying, I wish I could have done this. I wish I would have went to work in Chiari. I wish I would have paid attention to my business. This is the difference in life. Discipline versus regret. Regret gives you pain all of your life. Discipline is short term. Và chúng ta, tôi chính vì vậy tôi là muốn dành cái thời gian để mà duy trì những kỷ luật của mình. Để làm sao ạ? Để làm cho những cái tất cả cái lĩnh vực trong cuộc sống của tôi tốt hơn. Tôi hy vọng, tôi ước gì là tôi có thể là tham gia được QRE sớm hơn, và nó có một cái sự khác biệt giữa cái kỷ luật của những cái công việc hàng ngày với cái sự hối tiếc của cái nỗi đau mà do mình không có kỷ luật gây ra. Là gì ạ? Là cái gọi là cái kỷ luật hàng ngày ấy, nó sẽ giúp chúng ta nhìn lại. Và chúng ta sẽ duy trì cái có nghĩa là duy trì cái một cái cuộc sống một tất cả của chúng ta đều tốt nếu mà chúng ta có một cái kỷ luật kiên định. Every day of our life is like a clean piece of white paper. It's a blank canvas. We can paint a beautiful day. We get to start afresh every day like a fresh piece of paper. Và các bạn hãy tưởng tượng rằng là tất cả mỗi một ngày của chúng ta trong cuộc sống của chúng ta nó đều như một cái tờ giấy trắng. Nó như một cái tờ bạt trắng. Chúng ta có thể vẽ nên một cái ngày đẹp tuyệt vời. Chúng ta có thể làm nên một cái ngày tuyệt vời của chúng ta bằng cách là chúng ta đưa vào đó những cái hành động, những cái kế hoạch vào cái tờ giấy trắng này. This piece of paper is like a day in our life, or a week or a month. Và các bạn hãy tưởng tượng cái tấm giấy này nó như là một cái ngày trong cuộc sống, hay là như một tuần, hay là như một tháng. Sometimes we make mistakes, like I did when I cut my hand. Đôi khi chúng ta mắc những cái lỗi mà như thế này, giống như là tôi mắc lỗi ngày hôm nay mà tôi cắt vào tay. Sometimes we say things to our friends and family that we wish we hadn't said. Đôi khi chúng ta nói ra những cái điều với bạn bè, với gia đình mà chúng ta ước gì chúng ta đã đừng nói nó. Sometimes we are not doing the appropriate things to build and grow our Chiari business. Và đôi khi là chúng ta không làm những cái điều phù hợp để làm sao xây dựng và phát triển cái công việc Chiari của chúng ta. Sometimes we do not follow the example of Tina and Lee and Bo and other leaders. We're not paying attention. Và đôi khi chúng ta còn sao nhãng, chúng ta không theo những cái sự hướng dẫn của những người dẫn dắt như chị Tina, chị anh Bo và tất cả những người dẫn dắt khác. Sometimes we get lazy and we don't do the work. Và đôi khi là chúng ta lười, chúng ta cảm thấy lười và chúng ta không làm việc. Sometimes we don't stay plugged in and we're not active and we're not qualified in our business. Và đôi khi là chúng ta không kết nối với đội ngũ, với hệ thống. Chúng ta không năng động. Chúng ta không làm việc trong cái công việc của đội ngũ. Sometimes we have family problems and health problems that distract us. Và đôi khi là những cái vấn đề về gia đình, những vấn đề về sức khỏe, nó phân tán chúng ta. So this is our day, this is our week, this is our life. We have to deal with relationships, with money, and with health. Và đây là một cái ngày, một cái tuần, một cái tháng trong cái cuộc sống của chúng ta. Chúng ta lại có những cái công việc cần phải giải quyết về gì ạ? Về quan hệ, về sức khỏe, về tiền bạc. So I've talked about the pain of discipline and the pain of regret. One is short term, one is long term.
Và tôi nói về cái nỗi đau của kỷ luật, có nghĩa là khi chúng ta thực hiện kỷ luật đương nhiên là nó sẽ khó, nó sẽ phải ép chúng ta vào, chúng ta vẫn phải có nỗi đau. Nhưng nếu khi mà chúng ta không có kỷ luật mà chúng ta nhìn lại và chúng ta ước gì chúng ta đã làm điều đó tốt hơn, thì đó là cái nỗi đau của cái sự hối tiếc. Đó, nhưng mà nỗi đau của kỷ luật thì nó lại ngắn hơn, nó rất là ngắn. So sometimes life is very hard with finances, with health, and with relationships. Và đôi khi cái cuộc sống của chúng ta nó cũng rất là khó khăn với tài chính, với sức khỏe, với các mối quan hệ. Can we repair or fix those things in our life? Chúng ta có thể chuẩn bị hay là chúng ta có thể giải quyết được những cái vấn đề đó trong cuộc sống của chúng ta hay không? Yes, we can. Chúng ta có chứ. We can smooth our life out. I'm going to take this piece of paper and see how I'm trying to make it better, right? Các bạn có nhìn thấy là tôi đang cố gắng là làm phẳng cái tờ giấy này ra không ạ? Giống như là làm phẳng cái những cái vấn đề trong cuộc sống của chúng ta ra. But it's never going to be pretty and crisp and white and perfect, is it? Nhưng mà khi mà làm phẳng ra rồi thì nó không phẳng căng được như trước nữa, đúng không ạ? Nó không trắng tinh được như trước nữa. The best thing to do is to take yesterday, last week, last month, and just put that in the trash can. Và cái điều tốt nhất chúng ta làm là gì ạ? Hãy để cái ngày hôm qua, cái tuần trước, cái tháng trước, chúng ta hãy bỏ qua nó đi và chúng ta cho nó vào thùng rác. Start today, right now, with a fresh, new, clean piece of paper. This is our life. Và chúng ta hãy bắt đầu cái cuộc sống của chúng ta ngay bây giờ, ngay ngày hôm nay với một cái tờ giấy sạch, trắng mà chúng ta có thể viết lên những cái ước mơ ở trong đó. With the right mindset and with discipline, you can start over as if anything in the past no longer matters. What's in front of you today, December, is all that matters. Và chúng ta có thể là đưa những cái tư duy vào trong đó, đưa những mục tiêu vào trong đó. Và tất cả những cái gì đã qua thì nó không còn là vấn đề nữa. Mà những cái gì ở phía trước bạn, tháng 12 này, nó mới là những cái thời điểm quan trọng. And for the month of December, every day is a new day. It's fresh. Đối với tháng 12, it's fun. Đó là tất cả tôi dở từng trang giấy, đó là mỗi một ngày nó đều là một ngày mới, nó đều là một cái niềm vui và một cái kế hoạch mới. This is a gift in our life. Each day we can be kind and curious and consistent and work hard and start fresh every day. Và đây là một cái món quà trong cuộc sống của chúng ta, là chúng ta hãy là những cái phiên bản hãy tử tế, hãy luôn luôn tò mò, hãy kiên định và hãy làm việc chăm chỉ. Follow the superstar guide. This is the plan. Các bạn hãy làm theo những cái hướng dẫn superstar và đây là một cái kế hoạch vạch ra cho các bạn. Be happy. Be grateful. Các bạn hãy cảm thấy vui vẻ, cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy biết ơn. Love your team. Tôi yêu đội ngũ của các bạn. Work with your team. Các bạn hãy là yêu đội ngũ của chính mình và hãy làm việc với đội ngũ của chính mình. Build your team up. Make them happy and speak very positive words about your team. Hãy làm lớn mạnh cái đội ngũ của mình, hãy tăng năng lượng của họ lên và hãy nói những cái lời ái ngữ, những cái lời vui vẻ với đội ngũ của mình. We are building the best company in the world, and over the next few years, do not look back and have regrets. Use discipline to create the life you want. Và chúng tôi đang xây dựng một cái công ty này trở nên lớn mạnh hơn rất là nhiều trong những năm tới. Cho nên là các bạn hãy đừng nhìn lại, hãy dùng những cái kỷ luật của chúng ta để làm sao chúng ta không phải hối hận khi mà chúng ta nhìn lại cái thời gian đã trôi qua. Each of you are the best. You are different than the rest of the world. You are the best. You are different. Và mỗi một người trong các bạn đều là những người con người tốt nhất và các bạn đều khác biệt so với phần còn lại của thế giới. Các bạn là phiên bản tốt nhất, các bạn là phiên bản khác biệt. Let's have a great December and let's start fresh right now today. Và chúng ta hãy cùng nhau có một cái tháng 12 tuyệt vời và hãy bắt đầu một cách luôn tươi mới ngay ngày hôm nay. Thank you for letting me be here. I'm going to be doing another call right now with Thailand. So we love you. Woof woof!
Chúng tôi rất là cảm ơn các bạn đã có mặt ở đây, và tôi phải có một cái buổi gặp tiếp tục với đội Thái Lan, và chúng tôi yêu các bạn. Phúc phúc. Bye bye. Thank you very much. Thank you, thank Mr. You. Brett. Oh, you're a genius. We love you. Bye bye. Yeah. Goodbye. Merry Christmas. Okay. Yeah. Wow. That was every minute was worth in gold. Rất là tuyệt vời. Các bạn có thấy rằng là từng phút trôi qua mà chúng ta nghe anh Brett nói, nó đều là những cái lời hay ý đẹp, đúng không ạ? So if it's okay with you, I will also share you hopefully a little gold minutes with you, only a few things. Và tôi thay vì cái lời anh Brett, sau anh Brett tôi tổng kết lại, thì tôi muốn là chia sẻ với các bạn một vài lời thôi về cái mục tiêu. Is that okay? Yes, of course. Yeah, because I saw you had in the presentation and he was good doing the next step there, so maybe we interrupted him. Và tôi vẫn biết rằng là các bạn vẫn còn một cái phần trình bày nữa trong cái OPP, và tôi sẽ chỉ đưa ra một số các cái thông tin thôi. But I hope this is valuable for you, because it's going to be some gold. We know we have the once in a lifetime opportunity, right? Và chúng ta biết rằng là chúng ta đang có một cái cơ hội, có thể nói rằng là có 102 trong cuộc đời chúng ta, đúng không ạ? We also have a turnkey system, so everybody can do it. Và chúng ta cũng có một cái hệ thống, có thể nói là một cái quy trình, một cái hệ thống rất là đơn giản và rất là tuyệt vời mà ai cũng có thể làm được nó. But it's only one thing that we said in the beginning, which separate the best from the rest. Nhưng mà có một điều nó khác biệt ngay từ ban đầu là gì ạ? Chúng ta phân biệt, chúng ta được phân biệt cái chúng ta là tốt nhất so với những phần còn lại. And that's the mindset, how you think. Và đó là một cái tư duy về cách bạn nghĩ. Because people ask me every day, what is the hardest for your job? Is it to sponsor a new person? Is it to train or sell a package? What is the hardest thing? Và bởi vì là thường mọi người hay hỏi tôi rằng là cái gì là khó nhất trong công việc của anh? Có phải là bảo trợ người mới không? Có phải là việc đào tạo hay không? Hay là có phải là bán hàng hay không? But it always comes back to this one, the head. Nhưng mà tất cả thì nó đều quay lại với cái này ạ. Nó là cái đầu của chúng ta thôi. The hardest thing for me every day is to try to get people think right. Cái khó nhất với tôi hàng ngày ấy, nó là gì ạ? Nó là cố gắng giúp để cho mọi người làm sao nghĩ được đúng. Because the mass of the people, yeah, they think right, but they are not happy. Bởi vì phần đông mọi người thì họ luôn luôn nghĩ rằng là họ họ nghĩ đúng, nhưng mà thực tế là họ lại không vui. But if you look at Kiari, what is the really who is in your way? What is the roadblock? Và khi mà mình nhìn vào cái Kiari này thì mình hãy nhìn thực tế là trên cái con đường của mình nó là cái gì? We can say weight loss, is that available? Ví dụ như chúng ta có thể nói rằng là giảm cân, nó có phải là cái mục tiêu của mình hay không? Get energy, is that available? Có cái năng lượng, cái đó có thể còn làm được hay không? I think you say yes, yes, we can say. Và tất nhiên là cái câu trả lời chúng ta nhận đều được là rằng là gì ạ? Là đều là có, đúng không ạ? Money, is that available? Tiền thì sao ạ? Yes. Tất nhiên là có, đúng không ạ? Ai cũng cần, đúng không ạ? Is there a way to get freedom? Is that available? Có một cái cách nào đó để mà chúng ta có được cái sự tự do hay không? Yes. Tất nhiên là có. So there's nothing really in our way. It's just the way if how we think. Và đó là những cái gì ạ? Nó là những cái mà chúng ta nghĩ, nó là những cái cản trở, nó là những cái vật cản trên con đường của chúng ta. Thực ra là chả có cái gì là vật cản cả, mà nó chỉ là cái cách chúng ta nghĩ thôi. So there is only two things we can do. Nó chỉ có hai điều mà chúng ta có thể làm. Are you just interested or are you committed? Bạn chỉ quan tâm hay là bạn cam kết?
Because we will see if you are just interested, you can maybe have some fun with Kiari, but you will not get your freedom. Bởi vì tại sao ạ? Vì nếu mà mình chỉ ở cái mức độ là quan tâm thôi thì có thể là mình sẽ có một số cái một cái hào hứng, một số cái niềm vui với Kiari, nhưng thực tế là để đạt được cái sự tự do thì chúng ta sẽ không làm được. But if you are committed, you can reach your full freedom. Nhưng mà nếu mà bạn cam kết thì chắc chắn là bạn sẽ chạm được đến hoàn toàn cái tự do của mình. Nothing can stop you, you will be unstoppable. Và không có gì có thể là ngăn cản được bạn cả. Các bạn sẽ trở thành một cái phiên bản là không thể dừng lại. You can see what corporate do, you can see what upline do, you can see what downline do, but you go anyway. Bạn có thể nhìn những cái gì công ty đang làm tuyệt vời đúng không ạ? Bạn có thể nhìn thấy những gì những người tuyến trên, những người tuyến dưới của mình đang làm đều tuyệt vời, nhưng mà cuối cùng thì bạn vẫn rời bỏ. The only thing we can do, like Brad said, love your team, help your team. Và cái điều mà duy nhất chúng ta cần làm là gì ạ? Chúng ta hãy yêu thương đội ngũ của mình, chúng ta hãy giúp đỡ đội ngũ của mình. And we have talked a lot about the last few weeks about how important the team is, the most important. Hook arms and let's do it. Và chúng ta cách đây mấy tuần thì chúng ta cũng đều nói rằng về cái gì ạ? Cái quan trọng nhất là đội ngũ của mình đúng không ạ? Cho nên là hãy gắn kết với nhau và hãy cùng làm. And what you do in this team and we be a three group, that's amazing. Và những cái gì mà đội ngũ này đang làm, đó là BYT group, nó tôi thấy đều là những cái điều cực kỳ tuyệt vời. You have showed now you have don't be so long, but the few months you have been here, you have showed you are committed. Và thực tế là đội của các bạn thì xuất hiện chưa lâu, rất là mới, vài tháng thôi. Nhưng mà những cái gì đến bây giờ, kết quả đến bây giờ thì tôi thấy rằng là đội các bạn rất là cam kết. And you know you are not connected with the corporate. Và các bạn biết không ạ? Bây giờ các bạn đã và đang kết nối trực tiếp với công ty rồi. And they are proud that you are here. Và họ rất là tự hào khi họ có một đội ngũ như các bạn ở đây. And we all love your team. Và chúng tôi đều rất là yêu đội ngũ của các bạn. But the most important, we love you as persons. Nhưng mà thực tế quan trọng nhất ý, nó không phải là yêu đội ngũ về công việc, mà chúng tôi thực tế yêu đội ngũ về cái gọi là cái con người. So thank you very much for having me here and took of your valuable time. Và rất là cảm ơn là đã cho tôi có thời gian có mặt ở đây để chia sẻ với các bạn trong cái thời gian quý giá của các bạn. So I'm gonna leave over again so he can finish his presentation that we was interrupted. Và chúng tôi sẽ cũng rời Zoom để anh Billy Đặng có thể tiếp tục được cái trình bày mà chúng tôi xem ngang. So thank you BIT group, thank you Tina, thank you Lee for the great translations. Yeah, thanks Mr. Bo a lot for Mr. Brett here, and today we have our very famous speaker Mr. Billy Duck again. Bye. Yes. Yeah, I saw him. Nice. Yeah. That's a love good it, news. He is excited. Yeah. Rất là cảm ơn các anh chị. Cảm ơn và chúc các anh chị một cái buổi tối tuyệt vời.